các bạn yêu lan trên toàn thế giới nhé. Hôm nay tiếp tục một cái video khác tại vườn của anh Dương Bình Phùng, tên thật là Phùng Bình Dương ấy, ở Trung Môn. Cái này Trung Môn nhỉ? Trung Môn Yên Sơn. Trung Môn Yên Sơn và Tuyên Quang. Nói chung là tôi làm kinh nghiệm thôi. Anh bạn tôi là một người mà yêu lan rất là thuần túy. Đấy, vườn lan tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi các bạn rồi. Hôm nay anh Phùng Bình Dương, tôi cứ gọi theo tên thật chứ còn gọi theo nick nó hơi ngược, nó hơi khó gọi. Anh sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách mà xử lý côn trùng trong giò cũ nhá. Đây. Trong, rồi. Ông đây. Cho ông xem. Đây là lấy một cái chậu nước bơm nước sạch vào, bơm đầy nước sạch vào. Sau đó thì ngâm cái giá thể, ngâm cả chậu đi. Ngâm dìm cả chậu tầm khoảng 20 phút. 20 phút à? Đây. Ở đấy kiến này. Đây, tất cả các loại. Đây nhện đây. Nhện đỏ. Nhện thường. Nhện thường. Đấy. Tôi giải thích đơn giản như này. Bởi vì tại sao là khi mình phun bên ngoài có con nó trú ẩn bên trong nó không ra được. Nhưng khi mình dùng phương pháp này, nó là những cái con đấy nó bị đuối nước, bắt buộc phải ra. Đúng rồi. Đấy, kiến cắp trứng ra đầy này các bạn. Đây, đuối nước bắt buộc phải ra này. Đấy, con nào trụ lâu tí nữa thì là đây kiến này. Đây. Bây giờ tôi cứ ngâm đi, ngâm tầm khoảng như này, nếu như anh em mà ấy, nên ngâm tầm khoảng 20 phút hoặc 30 phút đây này. 30 phút. Mỏ mạt đấy, ông nhìn thấy mỏ mạt không? Đây con này. Đây. Những con này cảm tưởng thế thôi nhưng mà nó rất hại luôn. Đâu dễ non ra đâu, nó chén lên đấy này. Đấy. Nhưng nếu ông phun bên ngoài nó không, chưa chắc đã chết, chưa chắc đã ngấm được. Mình ngâm như thế này. Khi bắt đầu nó ra hết thì tầm khoảng 20-30 phút thì mình phun lại. Đây con cuốn chiếu đây. Lên hết đây. Đúng rồi. Thì nước thì nó phải đuối mò nước. Ra mình thôi. Dùng từ là đuối nước. Đuối nước là phải ra thôi. Mà nếu không phải mò ra không thì chết đuối luôn. Đấy. Sau khi bắt đầu tầm khoảng 20-30 phút xong là dùng cái thuốc phun. Một phát coi như là mình trị được toàn bộ. Ông dùng thuốc gì? Tôi thường dùng thuốc muỗi của Trung tâm Y tế Dự phòng. Thuốc nhúng mùng đấy. Đấy, thuốc nhúng mùng luôn. Cái này thì nó nói chung là nó ít độc hại hơn. Nhúng mùng ấy. Nếu mà ấy thì hay dùng là gọi là Fendona. Dùng cái loại Fendona là dùng để nhúng mùng đấy. Phun trong nhà cũng được, trẻ em, nhà có trẻ em phun cũng được vì cái đấy nó không bị sao cả, không độc hại. Đấy, các bạn thấy không, nó ngâm. Nhưng mà thực ra cái chậu này ấy thì là nó vừa tách rồi, mình vừa tách ra. Vừa tách mới hay nữa là cái này thì hơi bị nhiều nước. Thì còn xả nó vừa thôi, chứ là nó ngập vút cái miệng của cái chậu lan là được. Dán này. Đấy, dán chui ra rồi. Tại vì ấy là cái này ấy là nguyên do của nó cũng có nhiều các loại côn trùng nó ở trụ trong này, là bởi vì là dùng cái giá thể sơ dừa với vỏ thông này ấy, thì nó rất là dễ có những cái côn trùng mà... Nói rất thật này, cái cây này là tại sao tôi lấy cái giò này là giò tôi sưu tầm từ dân về. Nên là tôi, người ta chưa xử lý, bây giờ tôi lấy về để tôi xử lý lại. Tiện đây tôi xử lý luôn. Đúng đấy. Rồi, xử lý. Đây này. Như những cái con này cảm tưởng rất là ấy này nhá. Cuốn chiếu. Cái con này chính là nguyên nhân tác động gây lên nấm. Lý do mình tôi giải thích như thế này. Khi tất cả các đầu dễ non bị tấn công. Thời tiết thuận lợi thì vi khuẩn tấn công ngược độc dễ tấn công lên. Đúng không? Đúng rồi. Đấy. Mà khi đã bị nấm dễ thì cực kỳ khó trị luôn. Bởi vì là nó là vi khuẩn tấn công đường ống. Cái dễ rồi bỏ ra nhé. Ông kéo một cái ra nó đúng như kiểu là một cái ống nước. Đúng rồi. Ống mà nó trắng trắng. Nó đúng như một cái ống nước. Thì vi khuẩn tấn công đường ống nó chui trong đấy. Khi mình phun thuốc, khi nó đã bị nặng, phun thuốc bên ngoài không khỏi đâu. Nó như kiểu một lớp bao đấy, như kiểu cái này. Đúng rồi. Lớp bao. Xong nó tấn công trong. Mình phải cắt bỏ cái dễ đi. Thực ra cái này, một cái cách này là một cái cách xử lý côn trùng cực kỳ đơn giản. Rất đơn giản. Có lẽ không có gì đơn giản hơn nữa các bạn ạ. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên thì cách này là cái cách mà ví dụ các bạn mua một cái giò lan của người lạ về ấy, thì các bạn có thể xử lý theo cách này. Hoặc là các bạn có ít ấy, thì các bạn làm được. Nhưng mà nếu mà có độ 1000 giò lan, 500 giò lan thì không ai có thể đi ngâm như này được.
Cái này là xử lý cho những người mới chơi và những người có ít đấy sử dụng nó hiệu quả. Hoặc là những cái giò mà mới mang về, nếu mà mua sưu tầm của trong dân bản xứ ấy, thì xử lý thế này được. Chứ không... còn nếu mà cái lan nó nhiều ấy thì các bạn nên vẫn dùng những cái thuốc để phun đấy, nhưng mà với điều kiện là phun phải đẫm ướt hết giá thể. Đấy, chứ còn nếu mà phun sơ sơ ở trên gốc cây với trên lá trên mặt ấy, thì côn trùng nó vẫn ở trong này. Nhưng mà nếu mà phun đẫm giá thể nó ấy, thì côn trùng nó cũng sẽ chết hết thôi, ở trong đấy nó cũng chết thôi. Nhưng đấy là một cách này rất là hay. Cái này đơn giản. Cái này đây là một cách gọi là đổ nước vào, hồi bé là ông áp dụng cái kiểu đổ nước vào hang dế đây. Thế là dế bò ra là bắt thôi. Đây này, nhện này, kiến này, bỏ hết lên. Đây là mới ngâm từ nãy đến giờ là mới được có khoảng độ 4 phút nha các bạn. 5 phút. Chả biết bao phút. Này 5 phút, tôi quay video được đây. 5 phút mà. Đây, lên chưa? Đấy, thì lên. Xong bây giờ nha, thuốc ông phun một phát trên này là coi như đi hết luôn. Đấy. Rồi, ok, một cách rất là hay, rất là đơn giản. Nhưng mà cũng sẽ rất hiệu quả, cái này rất hiệu quả. Tự mình nghĩ ra thôi. À. Đấy thì các bạn thì không nhất thiết phải cái chậu to này thì có thể ngâm được 2-3 cái chậu nhỏ, chậu lan. Nhưng còn nếu không thì có thể lấy một cái chậu nhỏ thôi. Và nó chỉ nước, nó chỉ cần bằng cái miệng này một chút là được. Thì nó sẽ không bị nổi mất cái giá thể lên như thế này. Đấy thì nó chỉ ngâm, bởi vì bản chất của nó là ngâm hết cái phần giá thể của nó, để cho nó không chịu có chỗ để thở nữa thì côn trùng nó bò lên thôi. Cho nên là lúc nãy thì là đổ vào đây là cái chậu này nó hơi bị đầy nước. Đầy nước thì nó lại bị nổi mất giá thể ra ngoài, thì nó sẽ lại phải đi dọn cái giá thể đấy, thì nó sẽ mất thời gian hơn. Thì mình sao mình chỉ cần ngâm nó đến cái miệng của cái chậu lan thôi là côn trùng nó bò hết cả lên rồi. Nó bò lên rồi thì lúc đấy là một là con nào bắt thì bắt, con nào dùng thuốc xịt phát là nó đi hết cả thôi. Đấy, một cách rất là hay. Một cách rất là hay các bạn. Các bạn nếu các bạn mà có những cái cách gì mà nó hay hơn ấy, thì các bạn cứ dùng thôi. Hoặc là nếu mà có tiện thì cũng chia sẻ để nếu có dịp thì tôi sẽ giới thiệu cho người khác cùng áp dụng. Làm sao để mà kết nối cái việc chơi lan để cho nó hiệu quả hơn, nó vui hơn. Đấy, các bạn thấy không? Có nhiều bạn có nhiều cách khác chứ không phải mình. Đúng rồi, không có rất nhiều cách mà. Đây nhiều là một có nhiều cách hơn. Nhưng mà đây là mình gọi là đấy, đây này, cuốn chiếu. Cuốn chiếu bò lên lổm ngổm luôn này. Kiến cuốn chiếu, dán. Để tôi phục. Bọ mạt. Rất nhiều. Đúng rồi. À đây. Xịt luôn. Đợi xịt. Điện đây bình có thuốc này xịt luôn, sau khi nó lên hết rồi thì bây giờ phun cái này ấy, nếu mà vào cái lá với cái thứ này như thế, chứ còn nếu mà cái phần dưới giá thể này ấy, các bạn thì phải xịt nó kỹ cái giá thể này. Nếu anh em nào mà cẩn thận nữa, sau tầm khoảng 30 phút sau là rửa lại chậu lan lần nữa là an toàn luôn. Đúng rồi, đấy, đúng rồi, cẩn thận thì một lúc sau này rửa để cho nó bớt cái thuốc đi. Bớt thuốc. Đấy mà tại vì sao phải phun kỹ? Vì nếu không phun kỹ thì nếu mà cái mặt đằng sau nó lấp vào đấy thì nó có con chưa dính. Nó lại chưa dính. Chứ mình phải phun kỹ ra thì nó bò ra hoặc là nó ngấm vào là nó chết hết. Thế sau đó thì khoảng độ nửa tiếng sau thì mình lại rửa lại cái chậu lan này. Chậu lan này một cách. Mấy trăm giò thì không làm được. À không, nhà vườn thì người ta không có dùng cách này. Rồi, nhưng mà người chơi là dùng cách này là ok. Người chơi ít là dùng cái này là ok, chứ còn nhà vườn thì người ta hàng nghìn giò, hàng chục nghìn giò là ai người ta chơi kiểu này. Đấy, các bạn thấy con này con côn trùng gì mà nó đỏ không? Đấy. Ồ, con run. Đấy, có cả con run đầu đỏ luôn. Nó bò ra để xịt cho nó phát. Thôi, Omani Pepe Hum. Anh nha các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn có được nhiều giò lan đẹp và cũng xử lý được các vấn đề giá thể, côn trùng, dịch bệnh phù hợp với giò lan của mình. Vừa an toàn vừa rẻ tiền. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.